Biệt sử Toàn Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, với mưu đồ thôn tính nước ta, các biển đã bỏ công bỏ sức đi khắp nơi, cứ chỗ nào có địa thế tốt, có khí địa linh thì đều chấn hiểm cả. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dù các biển có danh ma lắm chiêu nhiều trò đến đâu cũng phải khiếp sợ bậc thầy phong thủy nước Việt. Người thầy phong thủy này có tài hô mưa gọi gió, nhiều lần khiến âm mưu của các biển thất bại, thậm chí ông có thể lợi dụng thuật pháp mà làm hưng vượng hay suy bại một quốc gia. Những lời tiên tri mà ông để lại cho hậu thế, cho Việt Nam ta đến giờ vẫn còn linh ứng mà chưa có lời giải. Vậy bậc thầy địa lý nổi danh nước Việt khiến cao biển cũng phải bái phục là ai? Ông đã đưa ra những lời tiên tri chấn động nào cho đến bây giờ vẫn còn ứng nghiệm đến khó tin? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video của Việt Sử Toàn Thư. Nhắc đến phong thủy thì không thể không nhắc đến ngài Tả Ao, bậc thầy địa lý của nước ta. Về tài năng, ông không hề thua kém huyền thoại cao biển của phương Bắc. Điều đáng chú ý là xoay quanh bậc thầy phong thủy nổi tiếng nhất nhì của Việt Nam còn gắn liền với những giai thoại hết sức ly kỳ và bí ẩn. Không chỉ có tài phá trấn yểm của cao biển, Tả Ao tiên sinh còn đã đưa ra những lời tiên tri vô cùng linh ứng. Ông đã có công giúp vua thoát chết trước sự vây bắt của bọn gian thần, hay giúp dân làng hành thiện ngày càng thịnh phát, đỗ đạt tú tài. Một số yếu nhân như cố Tổng Bí thư Trường Chinh cũng được sinh ra ở vùng đất địa linh này. Với tài năng thiên bẩm của ông, việc khiến một quốc gia hưng bại hay suy vượng đều là điều hết sức dễ dàng. Cho đến nay, những lời tiên tri trăm năm của ông đã linh ứng bất ngờ, khiến người đời phải suy ngẫm. Mặc dù trong suốt cuộc đời mình, ngài Tả Ao đã giúp nhiều vùng đất được hưng thịnh, nhiều gia đình phát lộc, nhiều hiền nhân phát tài. Tài giỏi là thế, nhưng người tính không bằng trời tính. Điều đáng tiếc là Tả Ao cũng không thoát khỏi vận mệnh của chính mình. Thế nhưng, ông vẫn được mệnh danh là bậc thầy phong thủy số 1 Việt Nam với tài tiên tri linh ứng đến khó tìm. Vậy bậc thầy phong thủy Tả Ao đã đưa ra những lời sấm truyền nào ứng nghiệm hàng trăm năm? Để biết được câu trả lời chính xác, trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu huyền thoại Thánh Tả Ao cùng những giai thoại vô tiền khoáng hậu, nhuốm màu liêu trai mà đến nay dân gian vẫn lưu truyền nhé. Tả Ao hay Tả Ao tiên sinh là nhân vật làm nghề địa lý phong thủy nổi tiếng ở Việt Nam. Trong dân gian tương truyền nhiều giai thoại của ông ở các làng xã Việt Nam xưa. Tả Ao không phải tên thật của bậc thầy địa lý xứ Nam ta, mà là tên làng nơi ông sinh ra, được ông lấy làm tên hiệu. Đó là làng Tả Ao, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, tức huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Tên thật của ông thì chưa một sử sách nào khẳng định chắc chắn. Bách khoa Toàn thư Việt Nam ghi Tả Ao, sách Lịch triều Hiến chương Loại trí của Phan Huy Chú ghi tên ông là Hoàng Chiêm hay Hoàng Chỉ. Còn trong dân gian, xuất phát từ người cùng quê với ông, lưu truyền tên gọi thật là Vũ Đức Huyền. Năm sinh của ông cũng không hề rõ ràng. Có tài liệu cho rằng Tả Ao sinh vào khoảng năm Nhâm Tuất 1442, sống thời Lê Sơ, tức là khoảng những năm 1942 đến năm 1509. Lại có tài liệu cho rằng Tả Ao sinh sống trong khoảng đời vua Lê Hy Tông 1676 đến 1704. Dù cho tên tuổi của ông chưa hề có sự thống nhất, nhưng tài năng và cuộc đời của ông xưa nay vẫn được lưu truyền trong dân gian luôn là độc bản. Tại sao ngài Tả Ao lại giỏi địa lý như vậy? Giả thuyết nói rằng do mẹ của ngài mù lòa, nhà lại nghèo, để có thuốc chữa mắt cho mẹ, ngài đã ở không công cho người khách ngồi bốc thuốc ở Phù Thạch. Thấy ngài là người con hiếu thảo, lại ăn ở chu đáo, hiền lành, nên khi về nước, ông ta xin cho ngài đi theo. Ở đây, ngài học lỏm được nghề cắt thuốc chữa mắt. Có lần, ngài đã chữa khỏi mắt cho một thầy địa lý lành nghề. Thấy tướng mạo tuấn tú, tính cách nhanh nhẹn, hợp với nghề của thầy, và cũng để trả ơn, ông xin phép thầy lang đưa ngài về nhà để truyền thuật địa lý. Do bản tính thông minh, ngài đã thâu tóm được phép thuật đó về nước. Giả thuyết này về sau được người đời tin là thật hơn vì cách lý giải trọn vẹn tình hiếu thảo với người mẹ, hợp với hoàn cảnh nhà nghèo, nhưng lại là người thông minh, quả đúng như câu nói, có trí thì nên. Khi trở về quê hương, Tả Ao đã đi khắp nơi để sửa phong thủy, phá giải những nơi cao biển năm xưa đã yểm long mạch,
đồng thời tìm nơi đất tốt để đặt đình chùa, đền miếu, mồ mả, giúp dân nghèo, trị kẻ gian ác, với mong muốn khắp nơi trên dải đất hình chữ S sẽ sản sinh những nhân vật kiệt xuất khiến nước nhà hưng vượng. Một trong những sự tích ấy là huyền thoại giếng mắt cá làng Hành Thiện ở Xuân Trường, Nam Định. Vậy bậc thầy phong thủy Tạ Ao đã đưa ra những tuyên đoán gì về làng Hành Thiện? Liệu rằng lời tiên đoán đó có ứng nghiệm hay không? Dù đã trải qua bao đời, đến nay người dân làng Hành Thiện vẫn nhớ như in và kể lại. Một lần khi đi tới phủ Xuân Trường, ngài Tả Ao phải đi đò sang sông. Gần đến bến thì phải lội xuống bùn mới lên được bờ. Lúc ấy, một người khách người làng Hành Thiện đi cùng chuyến đò đã hào hiệp cõng ông qua quãng lầy lội. Sau đó, ông lại được người dân Hành Thiện khoan đãi nồng hậu. Cảm mến trước tấm lòng hào phóng và trượng nghĩa của người dân nơi đây, Tả Ao đã ngỏ ý xem xét thế đất cho họ. Sau một hồi ngắm hướng, tìm hiểu chi tiết từ A đến Z, Tả Ao tới chỗ mỏm đất trước cửa đền Thần Hoàng, nói rằng vì con cá còn thiếu mắt nên cần đào giếng làm mắt cá. Sau khi đào xong, ông dặn dò dân làng cần phải giữ sạch sẽ vì giếng nước này rất thiêng. Nếu được vậy thì trong làng ắt có người làm thầy, làm quan, giàu có nhất vùng. Quả nhiên, lời tiên đoán của Tả Ao đã ứng nghiệm một cách bất ngờ. Từ ngày đào giếng, Hành Thiện ngày càng thịnh phát, nổi tiếng là ngôi làng nho gia. Nam thì học hành, thì cử đỗ đạt, nữ thì dệt lụa ươm tơ khéo léo. Người dân quanh vùng vẫn dùng câu trai học hành, gái canh cửi, hay đậu phụ thủy nhai, tú tài Hành Thiện để nói rằng ở Hành Thiện có nhiều khoa bảng, gia đình nào cũng có người đỗ tú tài. Minh chứng rõ nhất đó là thời phong kiến, Hành Thiện có 419 người đỗ đạt, trong đó có 7 người đỗ đại khoa với 3 tiến sĩ, 4 phó bảng, 97 cử nhân, 315 tú tài. Thời nay, lời tiên tri với người dân Hành Thiện vẫn được xem là linh ứng, khi có tới 45 người là giáo sư và phó giáo sư, 166 người là tiến sĩ, thạc sĩ, hơn 1.500 người tốt nghiệp đại học. Đặc biệt là cố Tổng Bí thư Trường Chinh cũng được sinh ra ở vùng đất địa linh này. Dù đi khắp nơi để sửa phong thủy giúp những người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng Tả Ao làm việc không hề tùy tiện. Chỉ có những người biết giữ gìn đức hạnh hoặc có phẩm chất cao thượng mới được ông sang rộng vòng tay giúp đỡ. Thậm chí có người còn được ông tìm đến tận cửa để giúp. Đó là trường hợp của bà Từ Ý, một người phụ nữ tiết hạnh thờ chồng nuôi con. Vậy bậc thầy Tả Ao đã giúp dòng họ Đàm Thận tìm huyệt quý như thế nào? Ghi chép trong gia phả của dòng họ Đàm Thận kể rằng, một lần thầy Tả Ao đi qua làng Hương Mạc thuộc Từ Sơn, Bắc Ninh, bất chợt nhìn thấy một ngôi mộ và một miệng khen nhà nào phúc đức lớn để đúng huyệt trời cho, chỉ tiếc là chưa đúng hướng. Thầy Tả Ao đi vào làng hỏi thăm và biết đó là ngôi mộ của chồng người phụ nữ đức độ trong làng. Dù chồng mất sớm nhưng vẫn giữ tiết hạnh ở vậy nuôi 2 đứa con. Cụ Tả Ao nhờ người làng chỉ dẫn tìm đến ngôi nhà tranh vách đất của ba mẹ con người phụ nữ quá. Nhưng thầy Tả Ao không xưng tên mà nói mình là thầy đồ xứ Nghệ. Nghe tiếng nhà này có 2 đứa con học giỏi trí tuệ hơn người nên đến đây để xin được chỉ dạy thêm. Bà Tự Ý nghe vậy liền mừng rỡ, liền dọn dẹp chỗ dành cho thầy đồ ở. Trong thời gian ở nhà bà, ông Tả Ao mới thử xem bà có giữ phẩm hạnh đúng như lời dân làng nói hay không. Ông trêu ghẹo, bông đùa, nhưng người phụ nữ này tuyệt nhiên không mảy may để ý. Sau một thời gian, đến lúc phải đi, thầy Tả Ao lại thử tiết hạnh của người phụ nữ lần cuối cùng. Người phụ nữ quá này liền nói thẳng rằng, tôi tưởng thầy đến đây để dạy dỗ giúp con tôi nên người. Ai ngờ thầy lại định làm những việc bậy bạ. Thầy đi khỏi nhà tôi ngay, nhà tôi không chứa những người như thầy. Biết người đàn bà phúc đức một lòng thờ chồng nuôi con, lúc này Tả Ao mới nói thật mình là thầy địa lý đi qua vùng bích chuyện, bà thờ chồng nuôi con ăn học nên muốn giúp đỡ. Nói rồi, Tả Ao đề xuất việc sửa lại hướng mộ cho chồng bà. Tả Ao liền tìm đất đẹp và hợp táng ngôi mộ của bố mẹ chồng bà theo hướng tiền phong hầu, hậu phong vương, tử tôn khoa giáp, thế bất huyệt, nghĩa là trước được phong hầu, sau được phong vương, con cháu học hành đỗ đạt đời đời. Quả nhiên, đúng như những gì thầy Tả Ao định trước, sau này hai con trai của bà
là Đàm Thận Huy và Đàm Thận Giản đều thi đỗ và làm quan to đầu triều. Ông Đàm Thận Huy đỗ tam giáp đồng tiến sĩ năm 1490, còn Đàm Thận Giản đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ đời vua Lê Hiến Tông, làm quan đến chức hộ bổ Tả Thị Lang. Đến đời con cháu sau này, tuy không làm quan to trong triều như cha và chú, nhưng đều làm chức quan to ở địa phương, như Đàm Phúc Thiện làm tri phủ Quốc Oai, Đàm Các Trai làm tán trị thừa chính sứ đạo Lạng Sơn. Ngày nay, dòng họ có giáo sư vật lý Đàm Trung Đồn, giáo sư dược học Đàm Trung Bảo, giáo sư tiến sĩ vật lý Đàm Thanh Sơn hiện đang giảng dạy tại trường đại học danh tiếng Chicago của Mỹ. Cũng từ đây, dòng họ Đàm Thận nổi tiếng sánh ngang với các dòng họ danh gia vọng tộc trên cả nước. Không chỉ giúp dân làng hành thiện ngày càng thịnh phát, giúp gia phả dòng họ Đàm Thận hưng thịnh, bậc thầy phong thủy Tả Ao còn gắn liền với giai thoại cứu vua thoát chết nhờ ngôi mộ kết. Một ngày nọ, thầy phong thủy Tả Ao đi ngao du sơn thủy. Ông nhìn thấy một anh nông dân đang miệt mài cày ruộng. Đến khi mặt trời đứng bóng mới chịu tháo cày, cũng vào gốc đa ngồi mở cơm nắm ra ăn. Thấy anh nông dân dễ mến nên có ý giúp anh đặt một ngôi mộ, sau này sẽ phát phúc, phát tài, cho anh nở mày nở mặt với thiên hạ. Xem xét xong, thầy Tả Ao căn dặn, anh nhớ không cho ai biết chuyện này. 100 ngày nữa, vào ngày mùi tháng ngọ, đúng giờ tí, anh phải có mặt ở kinh đô, đứng ở hướng đông. Hễ gặp một người đàn ông mặc áo trắng, đi hài xanh, từ trong thành chạy ra với bộ mặt hốt hoảng, thì anh cứ chạy lại bảo, con xin cứu ngài, rồi cõng thẳng về giấu trong nhà, ngày ngày lo cơm nước cho tử tế. Anh cứ thế mà làm, đừng suy nghĩ gì hết. Đúng như lời dặn của Tả Ao, đúng ngày giờ, anh nông dân ra kinh đô đứng đợi ở cửa đông. Bỗng nghe có tiếng náo động từ trong thành vọng ra, nào là tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng quân reo hò, tiếng người gào thét, rồi lửa bốc cháy đỏ rực một góc trời. Và quả nhiên, chuẩn xác 100% lời dặn của thầy Tả Ao, một người đàn ông dáng thư sinh, mặc áo trắng đi hải xanh, hớt hải một mình chạy qua chỗ gần anh nông dân đang đứng. Anh ta chỉ đợi có thế, bèn chạy đến bên nói to, thưa ngài, con xin cứu ngài. Anh nông dân cũng không ngờ rằng người mình cứu lại chính là vua. Khi vua về kinh thành, anh nông dân được làm quan đến chức nhị phẩm cùng vàng bạc lụa nhiều vô số. Thì ra, ngôi mộ mà thầy Tả Ao đặt cho người cha anh nông dân kết phát y như lời ông nói, chỉ trong vòng 100 ngày đã ứng nghiệm bất ngờ. Có thể nói, bậc thầy phong thủy Tả Ao đã nhiệt tình giúp đỡ những người đức hạnh thay đổi số phận bằng cách sửa lại phong thủy mộ phần. Còn những kẻ tham lam tiểu nhân như Cao Biền thì kết quả hoàn toàn ngược lại. Tương truyền, Cao Biền là thầy phong thủy cao tay, được vua Đường phái sang nước Nam trấn yểm các lòng mạch nhằm cắt đứt chân khí nước ta. Nhưng Tả Ao, bậc thầy địa lý phong thủy nước Việt, nhiều lần khiến âm mưu của Cao Biền thất bại. Dân gian truyền lại, Cao Biền xem địa thế, biết núi Tản là nơi long mạch khởi nguồn của nước Việt, bèn đào 100 cái hố xung quanh núi để chặt đứt long mạch. Nhưng đào đến đâu là lún tới đó. Người ta cho là do Tả Ao đứng trên núi làm phép ngăn cản. Một lần khác, Cao Biền ngang qua núi Hàm Rồng, Thanh Hóa. Thấy huyệt Hàm Rồng, bèn nói là thế đất tuy không phải hung địa xương long vô túc, con rồng không chân, nhưng cũng là con rồng què, không phải đất cực quý nên bỏ đi. Miệng nói vậy, nhưng âm thầm trở lại, mang mộ cha định táng vào chỗ ấy để sau này phát đế vương. Nhưng nhiều lần mà xương cốt cứ bị huyệt núi ùn ra. Cao Biền quyết tâm tán nhỏ xương cốt cha để tung lên cho bám vào long huyệt, thì bỗng đâu xuất hiện muôn chim nhỏ cùng bay đến vỗ cánh, khiến cho cốt tứ tán khắp nơi, đành phải chịu thua. Người ta đồn ấy là do Tả Ao tiên sinh đã cao tay hơn nên ngăn chặn những chiêu trò của Cao Biền. Quả đúng là Cao Biền tính không bằng Tả Ao tính. Trong suốt cuộc đời của mình, ngài Tả Ao đã giúp nhiều vùng đất được hưng thịnh, nhiều gia đình phát lộc, nhiều hiền nhân phát tài. Nhưng đối với cá nhân ông, cũng giống như thầy phù thủy Cao Biền, từng cưỡi mây lướt gió, tản đậu thành binh, lừng lẫy là ngài tiết độ sứ uy phong một thời. Vì sao cuối cùng, bậc thầy Tả Ao lại không thể làm chủ được vận mệnh của chính mình và phải đón nhận kết cục đau buồn? Là thầy địa lý bậc nhất trong thiên hạ, nhưng chính bản thân Tả Ao không thể chọn cho mình một ngôi đất đẹp để an táng.
đến khi nhận thấy mình sắp sửa về chầu tổ tiên, ông gọi con cháu đến bảo: "Hãy đưa ta đến ngay một nơi có miếng đất hình nhất khuyển trục quần dương, một nơi có phong thủy vô cùng tốt." Thế nhưng mới đi được một đoạn đường thì ông đã thở hắt ra. Biết không kịp đến chỗ đất kia có mô tả lại thì con cháu cũng khó có thể tìm được. Ông bèn bảo dừng lại giữa đường rồi nhìn một gò đất ngay cạnh đó và nói: "Chỗ kia là đất huyết thực, bất đắc dĩ thì cứ chôn ta vào đây cũng được." Vừa dứt lời, Tà Ao liền tắc thở. Con cháu nghe lời táng ông vào miếng đất ấy, đó chính là một cái bờ ao. Về mặt phong thủy chỉ coi là tạm được, nên con cháu đời sau của ông không thể phát khoa danh tài lộc. Nhắc đến phong thủy thì không thể không nhắc tới ngài Tà Ao, bậc thầy địa lý của nước ta. Về tài năng, ông không hề thua kém huyền thoại cao biển của phương Bắc. Xuất thân từ một cậu bé nghèo trở thành nhà phong thủy kiệt xuất, Tà Ao đã dùng tài năng của mình giúp đỡ nhiều miền quê, dòng họ đất Việt phát đạt, hiển vinh. Từ mỗi vùng đất ông đi qua đều viết nên huyền thoại, những câu chuyện nhuốm màu liêu trai mà cho đến nay dân gian vẫn lưu truyền như giai thoại giếng mắt cá làng Hành Thiện, Tà Ao cứu vua nhờ mộ kết, hay Tà Ao giúp dòng họ Đàm Thận dạng danh suốt 24 đời. Ngài Tà Ao cũng nhấn mạnh rằng có đức ắt sẽ gặp nơi đất kết, phong thủy tốt để đặt mộ phần, con cháu phát tài lộc, đời đời vinh hiển. Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.